Vâng, Emosai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay ngày 30 tháng 4 thì là ngày nghỉ lễ của toàn quốc các bác nhé. Thì cũng là cái buổi bế mạc của buổi triển lãm bonsai Gia Bình. Tất cả các bác đã tập trung rất đông để dự cái buổi bế mạc này rồi. Đấy. Emosai chia sẻ cái công tác bế mạc và một số cái tác phẩm ấn tượng tại triển lãm Gia Bình lần này. Hôm nay thời tiết khá là đẹp các bác nhé. Để chuẩn bị cho một cái buổi bế mạc để lại nhiều kỷ niệm nhất thì Emosai sẽ ghi lại những cái thước phim. Buổi bế mạc sẽ bắt đầu diễn ra hôm nay đúng vào dịp nghỉ lễ rất là vui các bác nhé. Tất cả anh em đều được nghỉ. Hơi tối. Trân trọng nhất chúc tất cả các đại nhân, các quý khách cùng các chủ nhà vườn một lời chào trân trọng và tình cảm nhất xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các quý khách, kính thưa các đại nhân, các chủ nhà vườn, trong 10 ngày trưng bày triển lãm cây cảnh nghệ thuật tại Gia Bình hiện nay đã được thành công và tốt đẹp, xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn các ban ngành động viên tinh thần để làm động lực cho ban tổ chức. Ban tổ chức xin cảm ơn các nghệ nhân, các chủ nhà vườn đã không quản ngại những khó khăn, mang những tác phẩm quý đến truyền lại, xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin cảm ơn các nhà truyền thông Itui, Đức Huy, Itui Chim Cảnh và Cây Cảnh, Itui Yên Vũ đã quảng bá đến mọi du khách gần xa được biết đến triển lãm Gia Bình. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin cảm ơn anh chị em trong ban tổ chức đón tiếp các phái đoàn đến tham quan được chu đáo. Từ khi ban tổ chức nhận các tác phẩm và trưng bày triển lãm đến nay là ngày bế mạc, ban tổ chức chúng tôi có gì sơ xuất xin quý khách cùng các nghệ nhân và cùng các chủ nhà vườn xin được thông cảm cho ban tổ chức chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức nhận lời đóng góp của quý khách xin chân thành cảm ơn để rút kinh nghiệm. Tôi đại diện cho ban tổ chức. Ban tổ chức chúng tôi có lời mời chân thành các quý khách và các chủ nhà vườn cùng nghệ nhân lưng ly gieo tình cảm và cùng chia vui với ban tổ chức chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Xin mời mời tất cả. 1, 2, 3. Rất là vui các anh em. Sau đây tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Xuân Chính lên chia sẻ đôi lời mời. Tôi báo cáo tất cả anh em này, đây là cuộc giao lưu triển lãm của anh em Gia Bình chúng tôi tổ chức ra đến giờ phút này, từ ngày nhận cây đến bây giờ là tròn 12 ngày. Hôm nay chúng tôi có tổ chức một cái lễ bế mạc, gọi là cái việc anh em trân trọng kính mời anh em uống đi rượu vang, sau đó là ban tổ chức chân thành cảm ơn và rất chi là cảm ơn anh em vì có anh em cũng có một cái thành công hôm nay của chúng tôi.